Mày thích lừa đảo không? Ok, và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và vẫn là mình đây. Thì hôm nay khác với mọi ngày thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn một cái câu chuyện mà em mình đã trải qua. Thì cái câu chuyện như nào thì em có thể chia sẻ qua với mọi người được không? Chào tất cả các bạn, mình tên Cường. Hôm trước thì mình có mượn máy quay của anh tôi. Vì hôm đấy anh tôi đi vắng thì tôi đã nghe qua được một vụ việc là gần chúng tôi có việc lừa đảo cướp đặt tài sản, như là chơi cái mà chưa được chơi thì đã bị lừa tiền đúng không? Vâng, bị lừa tiền anh ạ. Đấy thì tôi cũng đã quay lại được một clip cho các bạn biết mà tránh. Ngay bây giờ thì hai anh em mình chỉ nói qua vậy thôi, chứ còn để mà biết cái câu chuyện nó cụ thể như nào thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái clip sau đây, và các bạn nhớ là đừng có tua nhá, để xem và hiểu rõ cái câu chuyện như nào để mà tránh nhá. Ok, ngay bây giờ hãy cùng mình đi xem ngay câu chuyện như nào nhá. Ok. Thôi còn có gì anh em ở dưới, có gì có việc gì tôi alo anh em ở dưới thì cũng chờ tôi. Ok, cứ lên đi, có gì tao chúng nó thấy chúng nó tao lên. Chào các bạn, đây là căn phòng mình đã thuê và đã chuẩn bị từ trước. Và đây là mình đã đặt một máy quay ở một góc này rồi để quay lại diễn biến chương trình, để xem có phải là đúng như lời bọn bạn mình nói là ở đây là lừa đảo không, hay như thế nào là thì để các bạn đón tiếp. Bạn à, có vừa chở một con nhân viên đến rồi đấy. Nhưng mà chúng nó đi thêm 2-3 thằng nữa đây, cẩn thận đấy nhá, có gì gọi điện nhá. Ok. Đẹp quá con ạ. Đẹp quá. Cậu mới nhìn qua một cái mà người cậu nó cứng hết cả lên như đây đang cầm.
2000 years later. Anh ạ. Anh làm cái gì đâu thế? Em làm thế thì cũng là chết à? Chết là người giả nhá. Giả làm sao được anh, thế cũng chết em. Thế không giả thì như nào? Như nào? Giờ thế giờ anh như thế nào? Ý anh là thế nào? Ý anh như thế nào? Thế thôi thì em gửi ra đi. Từ từ đã, đợi em một chút ạ. Ông chỉ rùi lục chấm mất cái. Em vào em lấy cái điện thoại. Em làm gì mà phải đợi đi? Em quên, em đi vệ sinh một chút thôi. Con mẹ mày, tao lạy mày rồi! Bố mày lạy mày luôn! Tao biết rồi, Ông mấy ông là ai? Ông là làm gì? Thế mấy ông là đây làm gì? Nhân viên nhà tao nhắn tin là mày chưa đi trả tiền. Hai ông hỏi thăm nhân viên là ông có ra chơi ạ? Em đã làm gì chưa? Chơi rồi anh ạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Mày thích tôi đảo không? Đánh tôi rồi. Ai đi con mẹ à. Đâu quá. Mình xin được cái đầu đây thôi. Đâu quá rồi, chào các bạn.